Xin chào mừng tất cả anh chị em, chúng ta đã quay trở lại với channel YouTube của Lê Chí Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và hãy nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và chủ đề ngày hôm nay mà Linh muốn chia sẻ với tất cả chúng ta: hôn nhân có thực sự là nấm mồ chôn cất của tình yêu? Có nhiều người họ nói như thế này: hôn nhân là cái nấm mồ của tình yêu, rằng sau đám cưới thì cuộc sống vợ chồng sẽ chỉ còn là cái trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau. Hay lập gia đình rồi thì tình yêu sẽ bị mất đi, để rồi mà e ngại, chần chừ và lo sợ. Đây thì không phải chỉ là cái nỗi lòng của những cô gái khi bắt đầu lấy chồng, mà còn là cái sự trăn trở chung của những cái chị em phụ nữ đã có gia đình. Thế nhưng tại sao có những cái cặp đôi như là Thủy Tiên và Công Vinh thì vẫn luôn được xem là biểu tượng cho cái tình yêu và hạnh phúc của gia đình? Trước đó thì tình yêu giữa họ đã phải trải qua bao nhiêu cái tin đồn thất thiệt để mà đến được với nhau. Sau bao nhiêu năm mà chung sống thì họ không chỉ nổi tiếng về hạnh phúc bền chặt, mà còn là một trong những cái cặp đôi quyền lực hàng đầu của showbiz Việt. Vậy thì hôn nhân có thực sự là cái nấm mồ chôn cất của tình yêu hay không? Và thực tế là việc yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân thì bắt đầu từ tình cảm mà hai phía. Khi quyết định kết hôn thì chính là lúc mà cả hai mong muốn đi cùng với nhau, đi đến một cái đích, đó là hạnh phúc của gia đình. Nhưng về sống chung đủ lâu thì tất cả những cái thói hư tật xấu của nhau dần được lộ diện, và sẽ có mà tránh khỏi những cái cuộc cãi vã, xung đột do bất đồng quan điểm với nhau. Và câu hỏi đặt ra chính là: tại sao khi yêu thì có những cái lúc giận hờn, trách cứ, hiểu lầm thì cả hai đều nhường nhịn để đến được với nhau, vậy mà bây giờ thì khi có được nhau lại không biết trân trọng về nhau? Hôn nhân không phải là cái nấm mồ của tình yêu, mà đó là nơi thách thức, ươm mầm của một cái tình yêu đẹp tiếp theo. Và bạn sẽ có được cái điều này khi mà cùng nhau bình tĩnh lại để nhìn nhận lại những cái chuyện mà đã trải qua. Khi bất đồng quan điểm ấy, hay xảy ra mâu thuẫn, hãy để cho nhau một cái khoảng lặng để mà nhìn nhận lại mọi vấn đề. Hãy nghĩ về những cái kỷ niệm khi thời mà còn mới yêu nhau. Và luôn biết nghĩ tới người khác, tôn trọng lẫn nhau thì cả hai sẽ thấy yêu thương nhau nhiều hơn. Tình yêu thì luôn chứa trong mình hai cái điều: yêu thương và mâu thuẫn. Để tình yêu là nền tảng cho nấc thang của hôn nhân thì hai người sẽ phải lại tiếp tục xây dựng, vun đắp với nhau từng ngày. Tìm hiểu, yêu nhau rồi cưới nhau là quá trình của hôn nhân, và nó sẽ được hoàn thiện khi cả hai có nhau cái sự cảm thông và thấu hiểu. Và đừng vì những cái áp lực của cuộc sống, chán nản nhất thời mà bỏ đi cái quá trình lâu dài mà mình đã vun đắp cho nhau. Hạnh phúc trong hôn nhân đơn giản là có một cái mái ấm riêng của mình để mà trở về, nơi có người đợi trông và cùng nhau bước qua những cái chông chênh trong cái cuộc đời của mình. Và hôn nhân sẽ là cái mồ chôn hạnh phúc khi nó không tồn tại cái tình yêu. Và khi mà hai người thực sự buông tay ích kỷ, chỉ nghĩ về cái cảm xúc và cuộc sống riêng của mình, hạnh phúc của chính bạn là do bản thân của bạn nắm giữ. Và để có được cái hạnh phúc trong hôn nhân và không để hôn nhân trở thành cái mồ chôn của tình yêu thì cả hai đều phải có được cái sự độc lập tài chính. Sẽ không có hạnh phúc nào tồn tại khi cả hai mà suốt ngày cãi nhau chỉ vì tiền. Và nếu chị em phụ nữ chưa biết cách để có cho mình cái sự độc lập về tài chính, khiến bản thân có giá trị và chồng hãnh diện và con tự hào về mình, thì hãy tham gia khóa học Phụ nữ khởi nghiệp 4.0, bởi vì nơi đó tôi sẽ giúp bạn có được cái sự độc lập về tài chính,
có một cái cuộc sống tự do, một cái cuộc sống của chính mình, để chồng và con luôn tự hào về mình và yêu thương mình, lắng nghe mình. Và tốt hơn nữa thì bạn hãy đến với Đại học Triệu Phú của thầy Alan Agao, bởi vì ở đó thì bạn sẽ nắm được trong tay cái công thức và cái phương pháp để có được sự thành công mà chỉ những người triệu phú mới có được. This is really one of the critical moments for you to have a method to remind you every 2 hours your goal, your goal, your goal. Và vì vậy ngày hôm nay khi mà chúng tôi dạy cho các bạn cái công cụ đó là bản tuyên ngôn về mục tiêu sống cũng như là công thức tự tin, thì đấy sẽ là những công cụ để cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ một, các bạn có thể tự nhắc nhở bản thân mình về cái mục tiêu sống trong đời. Và thầy Alan Agao là một cái triệu phú tật nguyền, người Mỹ gốc Nhật. Và thầy là truyền nhân đời thứ 2 của Napoleon Hill, bậc thầy của hơn 20 triệu phú trên toàn thế giới. Và khi thầy tiếp thu được những cái bí kíp nghĩ giàu làm giàu, và chỉ trong vòng 3 năm, thầy đã có được sự thành công với kinh doanh diều và sở hữu hơn 20 triệu đô la từ việc kinh doanh với con Jojo và hơn 10 triệu đô từ việc kinh doanh với Internet. Và hãy có mặt ở Đại học Triệu Phú, bạn sẽ biết cách làm chủ với cuộc đời của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn chúng ta đã theo dõi đoạn video clip của Linh. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video, chúng ta hãy bấm vào nút subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được những video của Linh. Và cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.